Xin chào các em. Tiếp từ ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập bài học số 4 nha các em. Bài học số 4 là bài công thức nghiệm của phương trình bậc thang. Bài học này cực kỳ quan trọng nha, chứ không phải là đơn giản nữa các em, rất là quan trọng nha. Các em em biết là phương trình bậc 2 là phương trình có dạng ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 nha. Ở đây là phương trình bậc 2 với điều kiện là a khác 0 nha các em. Đó. Rồi, phương trình bậc 2 với điều kiện là a khác 0 nha các em. Vậy thì các em đối với chương trình lớp 8 các em á, em muốn giải phương trình bậc 2 em phải làm sao? Em còn nhớ không? Hầu hết các em phải phân tích các thành nhân tử. Nha. Đó, anh tách thành nhân tử để đưa về phương trình tích em giải đúng không em? Đó, lớp 8 phải làm như vậy. Đó, bằng phương pháp a nhân c. Đó, mà lớp 8 tôi đã nói các em là có chính là ngầm định lý ghép đạo đó. Đúng không? Nhưng đến chương trình lớp 9 không làm được đó. Nếu làm được đó nó hao thời gian và rất là lâu. Nha các em. Đó. Đó. Vậy thì các em lúc này các em sẽ có công thức nha các em. Vậy để công thức nghiệm của phương trình bậc 2, bước đầu tiên muốn giải một cái phương trình bậc 2 thì bước đầu tiên các em phải làm là đầu tiên em tính biên thức delta là trước nha, delta nha, nhà bác học tên là delta nha. Vậy thì đầu tiên bước đầu tiên là tính delta trước, mà công thức delta của nó là delta bằng b bình trừ 4 lần a nhân c nha. Đó, lấy b bình lên trừ 4 lần a nhân c. Rồi các em quan sát nào, nếu nha delta lớn hơn không thì phương trình cho có hai nghiệm phân biệt, f 1 bằng trừ b cộng căn delta chia 2a, f 2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Em cứ thay hệ số vô đó, abc theo công thức này em sẽ tìm được nghiệm. Rất là dễ đúng không em? Rồi còn trường hợp thứ hai nè, nó có khả năng sẽ ra nè, delta lúc này nó bằng không nha. Vậy thì nếu delta bằng không thì phương trình có nghiệm kép nha, x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a nha, trừ b trên 2a. Còn trường hợp thứ ba là delta nhỏ hơn không em nha, delta nhỏ hơn không thì lúc này em kết luận là phương trình cho vô nghiệm. Nhớ nha, nếu delta giải là nhỏ hơn không là số âm đúng không thì phương trình vô nghiệm. Đó là cái cách giải một phương trình bậc 2. Đó, công thức em phải lâu cho chúng tôi rất là quan trọng nha. Đó, vậy thì tôi nhắc chút xíu, lưu ý chút xíu này ha. Nếu mà a nhân c trái dấu, nếu mà các phương trình bậc 2 nha, với điều kiện là a các không nha các em, mà a c trái dấu nhau, có nghĩa là dương âm, âm dương, nó là số âm hay số dương á, trái dấu nhau, có nghĩa hai a và c trái dấu nhau thì có nghĩa là a nhân c chắc chắn nó phải nhỏ hơn đúng không? Đó, mà delta em học rồi bằng b bình trừ 4 lần a nhân c mà đúng không? Đó, b bình lên là luôn luôn là dương rồi đúng không? A nhân c nhỏ hơn không nó mang giá trị âm, mà âm nhân với âm 4 thì chắc chắn thấy nó dương rồi, mà dương cộng dương chắc chắn phải lớn hơn không đúng không? Số dương cộng số dương chắc chắn phải lớn không đúng chưa các em? Đó, mà lớn không thì lúc này phương trình có hai nghiệm phân biệt. Vậy thì em nghe lưu ý thôi nha, nếu a nhân c nhỏ hơn không hay là a nhân c trái giống nhau, mà nếu a và c trái giống nhau mà có nghĩa là a nhân c nhỏ hơn không thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Đó, em cần nhớ cái lưu ý đó. Rồi, vậy tôi nói về máy tính một chút xíu. Khi em giải phương trình bậc 2 ra mà em cảm thấy mình không tự tin, mình có thể dùng máy tính kiểm tra mình đúng hay sai. Đó, máy tính sẽ kiểm tra được nghiệm cho các em đây nha. Đó, sẽ giải phương trình bậc 2 trên máy tính được luôn nha. Sau này có nhiều bài tập mình cũng phải dùng máy tính để làm cho nó nhanh. Đó, nha các em. Đó, và đặc biệt là cấp 3 vậy. Đó, phải rất là nhanh, giải vô phải giải tay nhanh luôn và máy tính phải nhanh luôn nha. Vậy thì tôi ở đây tôi sẽ nói cho các em trên ba loại máy nha. Chính xác là hai loại máy thôi, hai cái loại máy các em dùng nhiều nhất là Casio và Vinaphone nha các em nha. Tôi nói về Casio. Casio có hai loại máy nha, nghe là 500 đời 570 VN trở xuống bấm khác nha các em, rồi 580 bấm khác nha các em. Đó, lưu ý điều này nha, 550 là ra năm ngoái nha. Còn Vinaphone, Vinaphone 1, Vinaphone 2 thì bấm hình thức giống nhau luôn. Trước tiên tôi nói về máy tính 570 VN trở xuống, gồm 570 VN, 570 ES gì đó, rất nhiều cái đời đời cũ á nha. Rồi, thì em bấm hàng phím này, móc 5 đúng không? Cứ giải phương trình với hệ phương trình cứ bấm móc 5 cho tôi, rồi quan sát em có biết liền nè. Đó, muốn giải phương trình bằng 2 bấm thì móc 5 7 nha. Đó, sau đó bóc 53, sau đó em nhập
hệ số ABC vào, em bấm bằng này, anh sẽ cho các em đáp số nha. Đó, x1 bằng mấy, x2 bằng mấy. Còn nếu em bấm ra có chữ y đằng sau thì phương trình vô nghĩa, để ký điều này ha, chữ y đằng sau thì phương trình vô nghĩa. Còn em bấm ra mà không nghĩa x1, x2 mà nghĩa x không, đó có nghĩa là phương trình có nghĩa khác, để ký điều này ha. Đó, ý tôi sẽ dạy các em thao tác trên máy tính luôn, bài tập sẽ ứng dụng luôn và tôi sẽ làm hình trên máy tính cho các em nha. Rồi, còn ai xài Vinaphone 21 và Vinaphone 2 thì bấm này, móc 5 suy xuống, cái bấm phím suy xuống nha. Trên cái màn hình máy tính em thấy không? Có đi lên, đi xuống, đi ngang, đi qua trái, qua phải nha. Nha. Vậy em bấm là móc 5 suy xuống, bấm phím suy xuống, bấm số 1 vô là phương trình bằng 2, sau đó nhập ABC vào. Và tương tự máy tính 580, đó, tôi biết là đó, công thức gì đó, em cứ nhìn công thức, em bấm theo. Nhưng mà viên 580 thì bấm khác, em coi quan sát nha. Đó. Vậy thì giờ nó sẽ hướng dẫn cho các em vô hỏi chấm 3 nha các em. Là yêu cầu giải phương trình bậc 2 này ha, áp dụng công thức kia. Đó, em sử dụng delta để giải các em nha. Rồi, vậy thì đầu tiên các em chưa quen, đầu tiên tôi ghi hệ số ABC cho các em coi nha. A bằng 5 nè, à, B đứng trước x nè, đây là số mấy nha? Âm 1 đúng không? Đó, âm 1 nè, C bằng 2 nha các em. Rồi, đầu tiên các em giải đầu tiên nè, giải delta ra trước. Các em chưa quen cứ em viết công thức đi. Delta bằng b bình trừ 4 lần a nhân c. B bình lên nè, âm 1 nha. Rồi, các em ghi vậy mà em sai nha em. Nha, b là âm 1, bình đóng ngoặc lại cho thôi. Nhớ kỹ điều này nha. Rồi, trừ 4 nhân a là 5, nhân cho c là 2. Đó. Khi lũy thừa số âm nha, lũy thừa số âm hoặc là nhân cho số âm thì em phải đóng thành ngoặc âm số âm lại nha các em nha. Rồi, mình là âm 1 bình lên bằng 1 đúng không? Này nhân vô nè, âm 40 đúng chưa? 1 trừ âm 40 thì bằng âm 39. Viết cái này đi, bằng âm 39. Và âm 39 phải nhỏ hơn không? Nhỏ hơn không? Kết luận vậy phương trình cho làm sao em? Vô nghĩa. Nhớ nè, delta lớn không thì phương trình có hai nghiệm phân biệt đúng không? Delta bằng không thì phương trình có nghiệm kết. Còn delta nhỏ hơn không là phương trình vô nghĩa. Kết luận vậy phương trình cho vô nghĩa. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn các em làm trên máy tính nha các em. Rồi, ai xài từ máy tính 570 VN trở xuống là đời cũ đó nha. Rồi, đời mới là 580 VN của Casio các em. Rồi, đầu tiên các em bấm gì nha? Bấm móc 5, đúng không? Móc 5, 3 nha các em. Rồi, vậy thì các em quan sát nè. Em bấm móc 5, 3 không chờ, đó, màn hình xuất hiện đó, bên đó tôi kèm, em nhìn học xong nha các em. Rồi. Rồi, em nhập A vô, A là số 5 này. Rồi, B là âm 1 đánh số âm 1 vô, bấm bằng cái chạy đến C nha các em. C em đánh số 2 vô. Rồi, em bấm bằng ra nha các em. Em bấm bằng ra. Lúc này em thấy màn hình trên máy tính đó, có nhiều em cứ tưởng trời ơi, đáp số là 1 phần 10 cộng căn 39 phần 10 y. Đó, nhiều em cái lộn đó là sai, nhiều em bấm máy tính đó, là không được. Nha. Khi em thấy trên màn hình máy tính xuất hiện chữ y á, đó là phương trình vô nghĩa nha. Đó, nhớ kỹ điều này. Đó, rồi ở trên máy Vinaphone cũng vậy luôn các em nha, hai máy đều giống nhau đấy. Bấm nha, riêng Vinaphone khi em bấm ra cũng xuất hiện chữ y như vậy thôi, còn Vinaphone thì em sẽ bấm bấm phím khác thôi, đúng không? Bấm móc 5 suy xuống, đúng không? Móc 5 suy xuống sau đó bấm số 1 nha các em. Đó. Rồi, sang câu B các em nha. Dạ, câu B và các làm trên máy tính luôn. Rồi, A bằng 4 này, B bằng âm 4 nha các em. Và C bằng mấy các em? Bằng 1 nha. Và trước tiên tôi giải delta trước này. Ta có delta bằng B bình trừ 4 lần A nhân C. Rồi, B bình lên, âm 4 bình lên, trừ 4 lần A là 4, nhân C là 1, đúng không? Âm 4 bình nhân, nhớ âm bình nhân là dương nha. 4 bình nhân 16 này. 4 nhân 4 nhân 1 có phải là bằng âm 16 không? Bằng không. Wow, bằng không, không thì phương trình làm sao em? Có nghiệm, nghiệm kép nha, cái gọi là vậy phương trình cho. Có nghiệm kép. Đó, tính nghiệm kép hà luôn nha các em nha. X1 bằng x2
bằng trừ b chia cho 2 nhân a. Trừ của công thức nè. Rồi, b này em, b là trừ 4 nha, mở ngoặc ra. Trừ 4 chia 2 nhân a, 2 nhân cho 4 đó các em. Rồi, này là dương 4, 4 phần 8 rút gọn bằng 1 phần a. Nghe kìa. Rồi, bấm máy tính nè. À, ai dùng máy tính Casio thì bấm gì? Mod 5 3, đúng không em? Đó. Ở nhập ABC vô, còn ai dùng Vinaphone thì bấm mod 5 xi xuống nha. Nha. Mod 5 xi xuống rồi bấm số 1. Đó, hai là máy tùy các em nha. Rồi. Rồi nhập A vô nè, A bằng 4. B bằng âm 4. C bằng 1. Bấm bằng vô. X1 bằng 1 phần 2. À, không có ghi x1 mà ghi chữ x thôi nha, không ghi x1 ấy, ghi mỗi chữ x không à? Thì em ghi là hiểu là phương trình nguyên kép nha, nó có nghĩa là x bằng 1 phần 2 đó nha các em. Rồi, rồi các em quan sát đến câu C luôn nha các em nha. Câu C, trình bày câu C thế này. À, phương trình âm 3 x bình phương nha. Rồi, cộng x cộng cho 5 bằng 0. Rồi, vậy thì A của nó này em, sau này em giỏi em không cần ghi cái bước ABC ở đâu nha các em nha. Đó, rồi âm 3, B bằng 1, và C bằng 5. Rồi số ngàn tôi giải nha, ta có delta bằng B bình trừ 4 lần A nhân C. B bình lên là 1 bình, trừ 4 nhân A là âm 3, C là bằng 5. Rồi âm 1 bình lên bằng mấy em? 1 đúng không? Âm âm ra dương nè, 4 nhân 5 20 chứ đi. 20 nhân 3 là 60 đúng không? Đó, bằng 60. Mà 61 thì lớn hơn không? Đúng không em? Đó, lớn hơn không thì mình có thể kết luận này. Vậy, phương trình cho có hai nghiệm phân biệt. Nghe em? Rồi, hai nghiệm phân biệt như vậy. Đã, tôi trình bày bên này đi ha. Bạn không thiếu không? X1 bằng công thức em trừ B cộng căn delta chia 2A nha em. Trừ của công thức nha. Đó, trừ là của công thức này. B nó bằng 1 này em. Căn delta lên là căn 61. Căn 61 không khai căn được thì em để nguyên căn luôn nha các em. Đó. Chia 2 nhân A là 2 nhân A 2 nhân cho âm 3 được em. Rồi em ghi là âm 6 luôn cũng được nha. Đó, thay vào âm 6 luôn nha. Đó, cho nó mau. Đó. Còn muốn đẹp hơn nha, nhân cả hai vế cho dấu trừ nha. Đó. Vậy thì nhân cả hai vế cho dấu trừ biến thành 1 nè, trừ căn 61 phần mấy em? Phần 6 nha. Đó, x2. X2 nó chỉ khác là gì? Đây là cộng với là trừ thôi. Đó, em học một cái này thôi, cái sau anh đoán được mà đúng không? Trên cộng cộng căn đa với là trừ căn đa, nó khác nhau chỗ đó. Đó, trừ căn 61 chia âm 6. Nhân cả hai vế cho dấu trừ đi, biến thành cho nó đẹp, tại vì mẫu âm mà. Đó, biến thành độ dấu hết. Ok. Rồi, em thử làm trên máy tính cách. Rồi, làm trên máy tính nha. Ai dùng Casio thì bấm mod 53 nha các em. Đó. Còn ai dùng Vinaphone thì bấm mod 5 chi xuống rồi bấm số 1 nha các em nha. Đó. Nhập ABC vô. A là âm 3 nè các em. Rồi, B là 1 và C nó là bằng 5 nha các em. Rồi, em nhập bằng ra. Nó sẽ cho các em số này. X1 bằng 1 cộng căn 61 chia 6. Nó cho đáp số này trước này. 1 cộng căn 61 chia 6 nha. X2 bằng 1 trừ căn 61 chia 6. Giống nhau, đúng không em? À, X1, X2 trước sau đều được hết em. Em đừng lo lắng điều này. Nha các em. Vậy thì giờ nó sẽ hướng dẫn các em trực tiếp giải vô bài tập chăm sóc giáo khoa nha các em. Rồi, các em quan sát nha. Vậy thì các em quan sát vô bài 15 nha các em. Bài 15 là người ta yêu cầu là xác định hệ số ABC và tính yêu cầu tính biệt thức delta a và cho biết số nghiệm của phương trình nha. Vậy thì đầu tiên các em, rồi các em học rồi nha. À, phương trình a x bình phương cộng b x cộng c, a là đâu? A có phải đứng trước x bình phương không? Đây, b đâu? Đứng trước x nè.
Rồi, và cuối cùng là gì? C là các em. Cái loại nào? Ta có. Nghe các em. A bằng 7, B bằng âm 2, C bằng 3. Giờ thì ta yêu cầu tính biến thức delta nè. Delta bằng, mình học rồi. Giờ các em á, cứ viết công thức cho nó quen đi ha. Sau này em các em giỏi em học ghi nha. Giờ cứ tập làm cho nó quen thôi. Delta bằng B bình trừ 4 lần A nhân C ha. B bình này em âm 2 bình lên. Nhớ nha, lũy thừa số âm thì phải đóng mặt này nha. Đó, này B bình nha, trừ cho 4 nhân A, A là 7 nhân C là 3, đúng không? Rồi, âm 2 bình lên bằng 4 nè. Rồi, rồi cái này là trừ nha. Rồi, em nhân này nè, 3 bằng 21, đúng không? 21 nhân cho 7 nữa là phải bằng âm 84 không? Đó. Vậy thì là cái này bằng 4 trừ âm 84 thì bằng âm 80. Mà em học rồi, delta lớn không thì phương trình có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Delta bằng không thì phương trình có nghiệm kép, còn delta nhỏ hơn không thì phương trình vô nghiệm, đúng không? Vậy thì em thấy âm 80 này nhỏ hơn không? Kết luận. Vậy phương trình cho vô nghiệm đấy em. Đó, em có kết luận số nghiệm rồi. Đó, không vô nghiệm. Rồi, tương tự đến câu B các em nhé. Câu B cũng vậy luôn. Câu B thì trình bày như này nha các em. Ta có A bằng mấy? Nhớ nè, A đứng trước x bình phương á. Nhỏ nè, 5. B đâu? Đứng trước x đó, 2 căn 10. C đâu? C phải bằng 2 không? Đó, giờ ta tính delta ha. Số hàng delta bằng, viết công thức vô, B bình trừ 4 lần A nhân C. B bình lên là cái này nè, 2 căn 10 bình lên. Nhớ phải đóng mặt rồi nha. Bình hết 2 căn 10 lên, trừ 4 lần A. A là này em, là 5. Nhân C là 2 nha các em. Rồi, em bình lên nè, 2 bình lên bằng 4 đúng không? Căn 10 bình lên bằng 10 đúng không? 4 nhân 10 vậy là 40 nè. Đó. Rồi, 4 5 20 nhân 2 có phải 40 không? Vậy là trừ 40. Vậy trừ đi thì lúc này nó bằng gì? Không, mà em học rồi, delta bằng không thì phương trình không nghiệm kép, đúng không? Kết luận vậy phương trình cho có nghiệm kép. Có nghiệm kép như cái này. Rồi, nó làm luôn câu C đây luôn các em nha. Câu C đây. Rồi, câu C này. 1 phần 2 bình phương cộng 7x nha các em. Cộng cho 2 phần 3 bằng 0. Rồi, trước tiên xác định hệ số 2BC trước. A đâu? Đứng trước x bình phương ha, 1 phần 2. B đâu em? 7. C đâu? 2 phần 3. Rồi, giờ mình sẽ tính biến thức delta nha. Đúng hàng delta bằng, cứ viết công thức cho nó quen, B bình trừ 4 lần A nhân C. B bình này em, là 7 bình nè. Rồi, trừ cho 4 lần A là 1 phần 2. 4 nhân 1 phần 2 nhân C là 2 phần 3. Cái này em tính ra ngoài luôn cũng được nha. Rồi, bằng 7 bình lên 49 nè. Này đơn giản nè, còn 2 đúng không? Đó, 2 mà nhân vô 2 phần 3 là âm 4 phần 3. Rồi, quy đồng lên, quy đồng 3 lên nè. 3 x 4 9 thì sau đó trừ 1. Các em được đáp số cuối cùng của nó là bằng 143 phần 3 nè. Đó, nha. Rồi, 143 phần 3 thì chắc ăn lớn hơn không? Mà em học rồi, delta lớn hơn không? Thì phương trình có hai nghiệm phân biệt nha các em. Kết luận vậy, phương trình cho có hai nghiệm như gì em? Nghiệm phân biệt nha các em. Đến câu D thôi, tôi trình bày câu D lên đây nha các em nha. Câu D này, 1,7 x bình phương nha các em, trừ 1,2 x trừ 2,1 bằng 0.
Rồi, giờ đơn giản nè. Trước tiên, xác định hệ số 2BC trước. Nè, đó, 1,7 nè. B là âm 1,2 nè. C là bằng âm 2,1 nè. Thấy không? Rồi, xuống hàng tôi tính đến ta nè. Cái công thức cho quen như thế em. B bình trừ 4 lần A nhân C. B bình nè, đấy, bao nhiêu em? Âm 1,2 bình, nhớ phải đóng mặt đi nha. Lý thừa số âm này phải đóng mặt lên, bình phương lên. Trừ 4 nhân cho 1,7 nhân C là âm 2,1. Này tính quá dễ rồi đúng không em? 1,2 bình lên là bằng giống như 12 bình đó, đúng không? Bằng 1,44, âm bình lên ra dương nhé các em. 1,44. Rồi em lấy 4, em nhân cho 1,7, em nhân cho 2,1 nè. Âm nhân âm là dương đi. Rồi 4 nhân 2,7 nha. À, nhân 2,1 thì em được đáp số bằng 14,28. Rồi em hai cái này em cộng lại nè. Có phải là 15,72 không? Đó. Mà 15,72 thì lớn hơn không? Nha, kết quả vậy. Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt. Okay. Phân biệt. Đó. Em chỉ này vào nhé. Rồi, thêm quan sát bài 16 nha. Người ta yêu cầu dùng công thức delta ha để mình giải phương trình bậc 2. Và sau này các em vậy nha, tất cả khi em gặp phương trình bậc 2, các em đừng có tách thành nhân tử đưa về phương trình tích như lớp 8 làm nha. Tất cả dạy delta cho thôi, phương trình 2 dạy delta nha, cho thôi nha. Vậy thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các em. Trước tiên tôi sẽ hướng dẫn các em làm tay trước, sau đó mình có thể dùng máy tính để kiểm tra đúng hay sai nha các em nha. Vậy thì các em quan sát giờ này các bạn. Rồi, ở đây mình ABC mình biết rồi phải không? A là 2, B bằng âm 7, C có phải là bằng 3 không? Đúng không? Đó, cái này biết rồi, khỏi cần ghi nha. Giờ xuống hàng, giờ mình chỉ giải bài này như thế này. Đầu tiên, em tính delta ra. Delta đây. Em chưa quen, cứ biết công thức. Còn em nào vững rồi, khỏi ghi công thức cũng được. B bình nè, âm 7. Nhớ phải đóng mặt âm 7 bình lên đấy em. Đó, trừ 4 nhân A nè em là 2, nhân cho C là 3. Đó, vậy mình tính ha. Âm 7 bình lên, âm 7 bình lên bằng 49 đúng không? Này nhân lại nè, 6 nè, 8 đúng không? Này 6 là 6 24, vậy là trừ 24. Có phải bằng 25 không? Delta bằng 25 thì lớn hơn không đúng không em? Delta lớn hơn không? Kết luận vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt nha. Vậy phương trình cho có hai nghiệm phân biệt. Còn cái sau này các em cứ vững á, các em mấy cái chỗ thao tác trên cái delta này em có thể làm nhanh, em có thể bỏ cái bước này và bỏ bước này luôn, em làm tới bước này nha. 49 trừ 24 bằng ngày làm được luôn nha các em nha. Đó, còn mình đang làm quen nó thì cứ từ từ mà làm nha. Sau này giỏi cứ cố gắng làm nhanh lên. Rồi, tìm nghiệm nó luôn nha em nha. X1 bằng mình học công thức rồi, trừ b cộng căn delta chia cho 2 a nha các em. Rồi, tôi thấy rồi nè, trừ b ha, trừ b bằng mấy nè? Trừ b, cẩn thận nha, trừ của công thức nha. B của nó là bằng trừ 7 nha em nha. Đó, tôi viết rồi em quen ha. Còn em là chưa quen thì cứ nhìn lên đây nha. A bằng 2, B bằng âm 7 nè. Đó, C bằng 3 nè các em nha. Rồi, B bằng trừ 7 với dấu trừ của công thức ở đây nữa. Trừ với dấu trừ biến thành dấu cộng. Mình biến thành dương 7 luôn nha. Cộng căn delta lên, căn 25. Em học rồi, căn 25 ai nó bằng mấy ha? Có bằng 5 không? Vậy ghi 5 cho nó nhanh ha. Chia 2 nhân A, 2 nhân A, 2 nhân 2 nè. Có phải là bằng 4 không? Đó, 2 nè, nhân A là nhân 2 là 4. Vậy thì 7 cộng 5 bằng 12 đúng không? 12 chia 4 có phải bằng 3 không? X1 bằng 3, X2 bằng trừ B, nó khác nhau, đây là cộng thì đây là dấu trừ thôi. Em nhớ một cái rồi, cái sau là nhớ trừ là được rồi. Chia 2 A. Đó, có nhiều em nhanh là viết vậy thôi, là 7 này thầy hay dấu là trừ 5. Nhưng mà ở trên thì làm đúng nhé. Đó, đó là trừ B là trừ với trừ 7 như vậy. Trừ căn delta là căn 25 mà ngoài bằng 5. Chia 2 nhân A là 2 nhân 2 bằng 4. Nè, 7 trừ 5 bằng mấy em? Có phải bằng mấy? 2 đúng không?
2/4, 2/4 mình rút gọn luôn, bằng bao nhiêu em? 1/2. Phương trình hai nghiệm 3 và 1/2. Kết luận kèm. Vậy phương trình cho có hai nghiệm nghiệm gì em? Thứ nhất là làm mấy 3, 2 là 1/2 là 3 và 1/2. Ok. Tiếp tục đến câu B nha các em. Câu B. Cái này tôi ghi A, B, C cho em nhìn thôi nha. Em nào vững được không cần để ghi đâu nha. Rồi. Rồi. Giờ tôi giải nè. Ta có. Đầu tiên làm delta nha. Delta bằng công thức B bình trừ 4 lần A nhân C nha các em. Rồi, B bình lên. Đấy, B bình lên. Đấy nè, 1 nè. Nhìn đây là 1 bình. Đó, 1 bình. Trừ 4 nhân A là 6. Nhân C là 5 nha các em. Âm 1, 1 bình lên bằng 1, đúng không? Cái này 4, lấy cái này nhân trước nào? 4, 5, 20, đúng không? 20 nhân 6, vậy là âm 120. Đúng không? Mình rút gọn đi bằng bao nhiêu? Âm 119. Mà âm 119 thì nhỏ hơn không? Đúng không? Đó, mà mình học rồi. Đến ra mà nhỏ hơn không là mừng lắm em. Phương trình vô nghiệm nha. Kết luận, vậy. Phương trình cho vô nghiệm. Rồi các em. Rồi, thì tôi sẽ hướng dẫn các em làm máy tính nha. Trước tiên ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em làm trên hai máy trước. Còn cái 500, em nào mà mới mua máy ghi được máy Casio 580 ấy, thì tôi sẽ viết công thức ở dưới thì em bấm giống gần tương tự giống như là em dùng 570 VN hoặc là Vinacol nha các em. Vậy thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các em làm trên máy đầu tiên là máy Casio trước nha. Máy Casio. Các em ở trong lý thuyết đã nói với các em là nó phương pháp bấm như thế nào để có đây nha. Rồi sau này các em cứ nhớ vô là em sẽ dùng 570 thì nhớ cứ bấm móc 5 rồi em nhìn coi là hệ phương trình hay là phương trình bậc 2, rồi sau này có cả phương trình bậc 3 nữa các em đó. Rồi thì em nhìn vô em có thể bấm được chứ không cần đến nỗi này em phải học thuộc thưởng thức được luôn nha. Vậy thì đầu tiên em quan sát này. Đầu tiên tôi hướng dẫn trên máy tính 570 VN, từ 500 đời 570 VN trở xuống nha. Đó, có thể 570 ES rồi 570 MS chẳng hạn. Đó. Rồi. Ví dụ nè, em đầu tiên em bấm móc 5. Đúng không? Cái nhìn trên màn hình hệ tính thì em biết là số 1 là hệ phương trình hai ẩn đúng không? Số 2 là hệ phương trình ba ẩn đấy em. Rồi, số 3 là phương trình bậc 2. Đó, hệ phương trình bậc 2. Em bấm số 3 vô. Nhớ nha, móc 5 3. Sau đó nhập ABC vô. A này em. A này 2, bắn số 2 rồi. B là âm 7 này. Nha. C là 3 này. Bấm bằng này. Nha, bấm bằng ra cái. Nó ra x1 bằng 7. Đúng không? Ôi trời ơi, đúng rồi. X2 bằng 1/2. Bằng ra là 1/2, đúng rồi. Vậy mình an toàn bài mình vậy đúng rồi. Nha. Đó. Ở sau này á, có nhận có một số dạng á, sau này em nhanh á, thì dụ như là mấy mốt cái em học chuẩn bị đến liên quan variable và đường thẳng á, em tìm tọa độ giao điểm á, thì em có thể tới phương trình hai có thể dùng máy tính được nha. Đó. Rồi vậy thì các em quan sát nè, tôi sẽ hướng dẫn cho các em thêm một loại máy nữa là máy Vinacol nha. Vinacol 2 và Vinacol 1 giống nhau luôn nha em. Rồi đầu tiên các em bấm nè. Đầu tiên nó khác nha, bấm nó khác Casio nha, trường hợp là bấm khác, bấm móc 5. Rồi sau đó cái trên màn hình máy tính em thấy dấu suy số không? Đó, móc 5 bấm đính suy xuống nha. Rồi, nó xuất hiện hai loại phương trình em, là phương trình bậc 2 và phương trình bậc 3. Một ẩn nha các em. Rồi, em thấy không? Phương trình bậc 2 có phải là số 1 đâu? Số 1 được. Nha. Đó, câu đầu là tôi sẽ hướng dẫn trên hai máy nha. Rồi, sau đó nhập ABC vô. A bằng 2. B bằng âm 7. C bằng 3. Bấm bằng ra. X1 bằng 7. Đúng không em? Đúng rồi. X2 bằng 1 này nè, giống này. Nghe em. Rồi, tiếp tục, giờ tôi hướng dẫn cô về. Cô về mình hướng dẫn lại trở thành một máy thôi nha các em. Tôi làm trình Casio nha, 570 trước. Còn 580 công thức như vậy, em cứ nhìn công thức bên đó. Tôi đi dạy sao thì em cứ lấy máy đèn bấm như làm vậy là thành công. Nghe các em. Rồi, vậy thì cô về này các em. Nha. Tôi dùng 570 nha các em. Rồi, bấm móc 5 3 nha các em.
nhập vô, A là 6 nè, B bằng 1 nè, C bằng 5 nè. Rồi. Rồi bấm bằng ra. Rồi, lúc này xuất hiện cái dấu này nè. Thấy chữ Y không? Em nhìn cho màn hình máy tính thấy chữ Y không? Y cho đúng nè. Đó, có nhiều em mới tưởng cho ơi 1 bằng âm 1 phần 12 rồi căn 119 phần 12 là em sai đó nha. À, có chữ Y đằng sau, nhớ là phương trình vô nghĩa. Còn em nào mà xài cái máy mà cũ ngắn rồi á, hồi xưa tôi xài máy 570ms á, thì lúc này đó cách đây chắc cũng phải mười mấy năm rồi, 15, 16 năm rồi con nha, đó 20 năm rồi các em, 570ms 20 năm rồi. Lúc đó thì em bấm lên nó xuất hiện dấu tương đương nha, đó. Nhưng mà máy đó chắc tôi nghĩ là hết em làm xài rồi đúng không? Đó, rồi nó sẽ xuất hiện chữ Y rất là to. Làm sao? Đó là phương trình vô nghĩa. Nghe kìa, đó, nghe kỹ để bạn nha. Rồi. Rồi, tiếp tục đến câu C các em. Rồi, câu C nha, tôi giải. Cũng vậy luôn nha, đến tay. Ta có. Đến tay bằng B bên lên nha các em. B bên này, đây là số 1 nè. Đó, B là 1 nè, 1 bên nữa nè. Trừ 4 nhân A là 6 nè. Nhân C là âm 5 nè. Đúng không? Rồi, 1 bên lên bằng 1 nha các em. Này, đấy là nhân trước đi, là 4 x 5 20, 20 x 6 120, âm nhân âm là dương 120, cộng lại bằng 121. Mà 121 thì em biết rồi, lớn hơn không, đúng không? Đến đây là lớn hơn không. Mà em học rồi, đến đây lớn không thì phương trình có hai nghiệm phấn, biệt, đúng không? Rồi, vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta chia 2A nha các em. Rồi, thay bằng hàng trừ của công thức nha. B của nó là bằng 1, đúng không? Vậy trừ B vậy là trừ cho 1 cộng căn 121. Căn 121 khai căn được nha các em. À, 121 có phải là 11 bình phương không? Đó, vậy căn 121 mang ngoài bằng 11 nha. Đó, tôi làm nhanh chỗ này nha. Chia 2 nhân A là 2 nhân cho mấy nha? 2 nhân 6 đấy, đúng không? Đó thì bằng này. Này trừ 11 trừ đi 10 trừ 1 phải bằng 10 không? 10 phần 12. Các em rút gọn đi. Cho 2 còn 5 phần 6. Nha. X2 bằng. Đó, nó khác nhau đây là cộng với trừ thôi. Mình học một nửa thôi, đúng không? Ngày sau thì trừ nữa được thôi. Rất là dễ học. Chia 2 nhân A. Vậy trừ B là trừ 1, mình thay này là cộng này là trừ thôi. Cắt nhau cho đó nha. Chia cho 2 nhân 16. Cái này trừ 1 với trừ 11 là trừ 12, đúng không? Trừ 12. Chia cho 12. Có phải nó bằng âm 1? Đó, nó bằng âm 1. Thì bao nhiêu nghe? Đó, phải phương trình 2 nhân là 5 phần 6 và âm 1. Nha. Đó. Máy tính người kiểm tra giống như vậy nha. Lúc làm á, tôi đang dạo đây thì máy tính bấm bên đó, thì các em muốn cần biết thao tác thì cứ nhìn bên hông nha các em nha. Đó, cứ bấm Casio 570 xuống nó móc 53 nhập ABC, rồi Vinacol móc 5 suy xuống bấm số 1 nhập ABC vô, rồi 580 công thức, cứ vậy mình làm theo nha các em. Rồi, câu D cũng vậy luôn nha các em nha. Ta có chúng ta bằng B bình lên trừ 4 lần A nhân C. B bình là 5 bình. Trừ 4 nhân A, A của em là 3, C là 2. Đúng không? Bình lên nha. 5 bình 25 nè. Nè, mà cái này là 12 mà nhân cho 2 có phải 24 không? Trừ 24. Mà thì 25 trừ 4 là 1 nè. Mà 1 thì lớn hơn không? Kết luận vậy. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta chia 2 nhân A nha. Trừ B, trừ của công thức nha. B là 5 nha các em. B là số 5 nha em, đúng không? Vậy trừ 5 nha. Trừ 5 cộng căn 1. Căn 1 em biết rồi, bằng 1. 2 nhân A là 2 nhân cho 3, đúng không?
Rồi cái này âm 5 cộng 1 thì bằng âm 4 chia 6, rút gọn bằng âm 2 phần 3. Ok. Rồi, cái thứ 2 nè. Trừ B trừ căn delta chia cho 2 nha. Trừ nè, B là số 5. Đấy rồi. Trừ căn 1 mang ngoài bằng 1. Chia 2 như thế nào là 2 nhân cho 3. Nên phải bằng âm 6 mà chia cho 6 không? Không phải bằng âm 1 không biết. Em kiểm tra máy tính đúng vậy nha. Nha các em, giờ các em trình bày vào. Rồi, tiếp tục đến cho em nha các em. Rồi, cho em. Giờ các em quan sát nha. À, tôi giải đến tay nha. Ta có cứ phương trình bằng 2 giải đến tay cho tôi. B bình trừ 4 lần A nhân lên C nha. B bình trừ 4 lần A nhân C. B bình lên, âm 8 bình lên. Trừ 4 nhân A, 1 nhân C là 16. Em nào làm nhanh được cứ việc làm nha các em. Đó, còn đây tôi làm trình bày chậm nha. Đó, âm 8 bình lên là 64 nè. Đó, âm nè, 4 nhân 1 nhân 16 bằng 64 luôn. Bằng không. Hô, em học rồi, đến ta bằng không thì phương trình có nghiệm kép. Đúng không? Kết luận. Vậy, phương trình có nghiệm kép. Có nghiệm kép. Vậy thì các em cẩn thận này. À, phương trình nghiệm kép thì công thức mình học là x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a đúng không? Nhưng mà phương trình này không phải là x, mà phương trình này là phương trình gì? Ảnh là y. Thì các em được ghi x1 x2 nha. Mà em phải ghi là y1 bằng y2 nha. Đó, cẩn thận tôi chuẩn bị sai. Y1 bằng y2 nha. Có nhiều em quen x rồi cứ ghi x1 x2. Phương trình y là y. Phương trình đằng sau là z nha. Sau này em học á liên quan đến lý thuyết thì hầu hết tôi thấy là chữ m nha. Rồi vậy thì tôi y1 bằng y2 bằng trừ b chia 2 nha. Trừ của công thức b là bằng trừ 8 nha. Đó, chia a 2a nè, 2a 1 nè bằng âm nhân âm là dương 8, 2 nhân 1 bằng 2, 8 chia 2 có thể bằng 4 nè. Đó, phương trình 2 nghiệm y1 bằng y2 bằng 4 nha các em. Rồi, đến câu F cũng vậy luôn các em nha. Đã có delta bằng b bình lên là 24 bình nha. Các cái công thức cho các em này trừ 4 lần a nhân c nha. B bình trừ 4 lần a nhân c 24 bình phương trừ 4 nhân a là 16 nhân c là 9 đúng không? 24 bình lên thì bằng 576 nha. Âm rồi là âm này. À, 4 nhân 16 là 64 nhân 9 576 luôn. Đúng không? Rồi, vậy thì bằng không. Bằng không kết luận. Vậy phương trình cho. Có, ok. Nghiệm kép đừng ghi để x1 để 2 nha, đây là z nha. Vậy là z1 bằng z2 bằng trừ b chia 2a nha. Trừ b, b là em, đây là a, b, b là 24. Chia 2 nhân a là 2 nhân cho 16 các em. Đó. Vậy thì nhân lại là rút gọn đấy nha. Nè bằng nè. À, cái này viết ở đây là âm 24 phần 32 được không? Đó, rồi mình rút gọn đi, được không? Mình rút gọn cho mấy được các em? Cho 8 được không? Cho 8 thì còn âm 3. Cho 8 thì còn 4, âm 3 phần 4 nha các em. Rồi, em trình bày vào nha.